Chúng ta đang đứng trước tác phẩm Cây Xanh của một chủ nhân người Hà Nội. Cây này cũng là một cây đại. Các bạn có thể nhìn rõ được tán trên. Và mình sẽ sang trái một chút. Các bạn có thể quan sát được phía cây bên phải. Cây này là một cây trong chậu cũng lâu năm rồi, mốc xanh hết rồi. Tất cả các tay, dăm, cành, mốc xanh hết rồi. Đây các bạn có thể thấy rằng là rễ cây bao trùm ăn đan xen hết rồi. Hôm nay trời nắng rất đẹp nên hôm nay mình làm các video thì nó sẽ rõ nét hơn những ngày trước mình làm. Những ngày trước trời âm u mưa phùn suốt. Vâng, một lần nữa chúng ta sẽ quay nhìn tổng thể. Cây này cao cỡ khoảng độ tầm 2 mét, còn bề rộng của nó thì cũng cỡ 2 mét. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn trong video tiếp theo.